Yo anh em, hôm nay anh em mình cùng test ngay con tường mới để xem nó có như nào đấy. Cái này chắc nhiều anh em sẽ hỏi là làm tại sao thì anh lại được quyền test như này. Thì một khi mà các ông trở thành KOL của cái game này ấy, thì các ông sẽ được đặc quyền là các ông sẽ được test như kiểu là nhân vật mới hoặc là skin mới. Cái này khi nào anh em thành KOL thì sẽ được nhá. Thì bây giờ anh em mình cùng test con tường đây nha. Trước tiên là phải mua nó đã. Ai gu. Trước tiên sẽ là cái skill C đầu tiên. Thì con này C là gì? C này thì công giết địch thì con sẽ được hồi máu như kiểu của con Reyna, nhưng mà hồi ngay lập tức luôn, 100 máu luôn, và được tăng một chút tốc độ chạy, nhưng mà chỉ trong thời gian rất là ngắn thôi. Em thử đổi bên Brim để anh thử bắn lên nào. Đấy, anh em thấy không? Tôi đã 100 rồi nên chỉ hồi được 50 thôi, nhưng mà hồi tối đa sẽ là 100 máu nhá. Và con sẽ được tăng tốc độ chạy trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời cả cái hút máu đấy. Đấy là xong trưởng đầu tiên nhá, skill đầu tiên nhá. Rồi skill thứ hai là gì? Skill thứ hai sẽ là như kiểu một cục decoy hồi mất ngay lập tức 90 máu ấy. Và các anh em lưu ý là cái cục này không ném được như light up đâu. Thì ném đến một cái tầm thôi là nó sẽ tự nổ. Đấy. Và ném đập một phát như này nó bay nhanh hơn này. Đấy. Thì tác dụng là sẽ trừ 90 máu nhá. Cả đồng đội. Đấy, cả tôi cũng bị trừ luôn, nghĩa là cục này anh em lưu ý nếu mà anh em ném trúng ở đồng đội nó sẽ trừ máu ấy. Và trong khoảng thời gian chắc tầm 2 giây. Đấy, trừ 90 máu trong tầm 2 cho đến 3 giây, 2 cho đến 3 giây. Trừ 90 máu lận vãi trưởng. Còn trường thứ 3 thì đương nhiên là trưởng smoke rồi. Đây. Tầm của quả smoke tôi thấy khá là xa. Giống với smoke của con Brim, nhưng mà cái hay ở đây là gì? Cái hay của con này là cái skill smoke của nó hoàn toàn hồi lại được nha anh em nhé. Chứ không như kiểu Brim là smoke xong là mất luôn. Nó vẫn hồi lại được như con Omen này này. Đấy, hồi trong vòng 30 giây, 30 giây nó sẽ hồi được quả smoke. Quả smoke của nó đây, to vậy. Cảm giác to như kiểu smoke của con Astra ấy. Má. Rồi đến ulti nào. Thế là xong 3 chiêu đầu rồi nha anh em. Và lưu ý một cái hay nữa của quả smoke là khi mà anh em hy sinh rồi, nghĩa là anh em chết rồi, anh em smoke đồng đội, anh em sẽ vẫn có thể smoke được. Đổi bên đi Brim ấy. Đổi bên đi nhá. Để tôi tự tử đã. Tôi sẽ cho anh em cái xem cái ulti trước nhá. Rồi tí anh em xem cái smoke smoke sau. Đấy, khi mà tôi chết này. Đấy, tôi sẽ được lựa chọn để dùng ulti là hồi sinh. Chọn vị trí an toàn. Xong rồi bỏ bóng ra. Đấy. Thì bây giờ tôi phải giết được một bạn nào đấy hoặc là hỗ trợ sát thương thì tôi mới hoàn toàn được hồi sinh. Còn nếu không thì tôi sẽ chết sau khi hết cái khoảng thời gian này. Đấy, chuẩn bị. Còn nếu mà anh em giết hoặc là hỗ trợ được là sẽ hồi sinh hoàn toàn nhé. Đấy, không thì chết ngược ra như này này. Và khi mà anh em chết rồi, anh em vẫn có thể dùng smoke của bản thân mình được. Đây, ví dụ anh em thấy ở bên tay trái tôi nó đang hiện này. Vượt 5 này. Đấy. Nhưng mà lưu ý ở đây là các ông chỉ có thể smoke xung quanh cái vị trí mà các ông chết. Chứ không phải là các ông smoke đến ai là các ông có thể smoke ở chỗ đấy nhé. Không nhé. Chỉ loanh quanh cái xác của mình thôi. Đấy. Thì cái hay của con này là gì? Kiểu ví dụ anh em thủ một cái bombsite nào đấy, và khi mà anh em chết và đồng đội về retake cái bombsite đấy, anh em hoàn toàn có thể sớm móc được cái những cái vị trí để cho đồng đội retake lại cái bombsite. Đấy. Thì tôi thấy con này OB một cách kinh khủng khiếp. Bây giờ phải đặt vào một cái trường hợp cụ thể thì kiểu anh em mới suy được ra là tác dụng của con này nó như thế nào ấy. Trưởng C thì không nói ở trong cái vị trí của bên defense nhá. Trưởng Q thì anh em đấy, ném đập ra trừ đến tận 9... Ấy, ném chuẩn hết được con ném như này. Ném kiểu trừ ra tận 90 máu của bên địch, đúng không? Smoke thì như nào? Smoke anh em có thể dùng trước. Dùng trước để thủ. Và có 30 giây hồi chiêu. Và nếu mà anh em có chết, thì anh em có thể hoàn toàn ulti và chạy về vị trí an toàn ở chỗ này. Và anh em hồi sinh lại. Và anh em lại lao ra bắn nhau. Anh em lại chết tiếp. Thì anh em vẫn có thể sử dụng smoke của mình để cho đồng đội retake lại. Nên tôi mới thấy là, để mà nói thì con tướng này chắc chắn nó sẽ thay đổi hoàn toàn meta game nó ấy. Kiểu bây giờ sẽ không còn như kiểu Brim light up nữa, hoặc là hai con smoker, cái meta mà chơi hai controller ấy, thì như kiểu ví dụ là Viper đúng không, xong nhồi thêm con này nữa, mà con này khác thì bắn như Duelist đâu, thì thằng Viper nó có thể đi lurk, nó có thể đi bất kỳ đâu nó muốn, nó sống là được và nó xử lý cuối. Còn cái con smoker này nó có thể smoke trước và sau đấy nó lao vào nó bắn nhau thôi. Vì nó có chết, nó vẫn smoke lại được. Và nó lại còn có ulti hồi sinh, có C hồi máu như Reyna,
có quy vào ném như in đi. Trời, nói thật là không biết có điểm gì để chê ở cái con này nữa. Đấy, thì đấy là nãy tôi nói cho anh em về cái cách chơi của bên defense đúng không? Là công có hy sinh thì cũng chả có vấn đề gì cả. Còn bên attacker thì sao? Và đặt anh em mình vào một vị trí ở bên attacker, thì tôi nghĩ là trước tiên là hãy luôn luôn farm off. Anh em để ý như kiểu con Phoenix, hoặc là anh em xem giải, hoặc là xem những cái người chơi streamer rank cao ấy, người ta chơi Phoenix, người ta luôn luôn cố gắng để farm off. Tại vì ulti con Phoenix là để tăng size mà. Thì bây giờ anh em đã có một controller thay cho Phoenix, vừa có smoke vừa có ulti như Phoenix. Vậy tội gì mà anh em không farm off đúng không? Hãy luôn luôn cố gắng farm thật nhiều off vào để có ulti, để mà tăng vào size á, tăng thay cho con Phoenix luôn á. Có thằng dệt á, cho nó lao vào trước, mình lao vào ngay sau thằng dệt, mình smoke, mình vào mình bắn nhau thôi, mình chết mình có hồi sinh. Má, tôi không biết là có điểm gì để chê con này nữa. Má, cả bên defense attack nó đều khỏe. Chắc chắn là phải chọn con tướng này rồi, chắc chắn là phải chọn con tướng này trong kiểu tất cả các map luôn ạ. Tôi nghĩ là map nào cũng chơi con này thôi. Ây da, nên là nếu mà anh em nào đang main ở vị trí controller là vị trí smoke và anh em cảm thấy chán vì luôn luôn phải bắn theo kiểu trốn các kiểu, thì bây giờ anh em có thể phi lên như một duelist, chết như một smoker. Đấy, hay chưa? À, con tướng này nó rác, thật sự là rất rác anh em ạ. Nên là tôi mong là anh em hãy trải nghiệm con tướng này cực kỳ nhiều nha. Và chắc chắn khi mà nó ra thì tôi sẽ sử dụng con này thay cho con Reyna mà tôi hay chơi anh em ạ. Nó khác gì Reyna đâu, mà nó lại còn khỏe hơn đúng không? Sự kết hợp giữa Reyna, con gì ấy nhỉ? Reyna này, Smoker này, cả ulti của Phoenix nữa này. Ui trời, nói chung là vô địch. Yo, anh em có thể bấm ngay nút like và subscribe ở bên dưới đây được không ạ? Nó sẽ giúp ích tôi rất nhiều ạ. Cảm ơn anh em nha.